Mến chào quý cô chú anh chị, chào mừng quý chú anh chị đã quay lại với kênh YouTube Nhà Đất. Thì hôm nay em xin phép chia sẻ với quý anh chị mình một căn nhà, một xẹt ngắn đường Nguyễn Sơn nha anh chị. Cách mặt tiền Nguyễn Sơn mình chỉ một căn thôi. Đây là đường Nguyễn Sơn nè anh chị. Ngay cái đoạn đi qua trường trường tiểu học và trường cao đẳng giao thông vận tải rồi nè anh chị. Đó, đây là đường Nguyễn Sơn. Nếu như mà anh chị đi thẳng cái đường này á, là anh chị sẽ ra lại khu vực mà Lý Bóng Bích, Thoại Ngọc Hậu, Ủy ban dân quận Tân Phú rồi anh chị. Thì bên trái mình có nguyên một cái khu ẩm thực Nguyễn Nhữ Lãm á, của khu vực Nguyễn Sơn này luôn anh chị. Này, thấy không? Nhà mình thì rất là gần cái khu vực này luôn. Từ ngoài đường Nguyễn Sơn mà anh chị mình đi vào cái nhà mình chắc khoảng tầm cách có một căn anh chị, khoảng tầm 20m là sẽ tới nhà mình anh chị. Này, đây đường Nguyễn Sơn, đây gần như là cái khu khu phân lô của khu vực quận Tân Phú mình anh chị, là Nguyễn Sơn nè, Lê Túc Hoạch nè, Thạch Lam rồi Hiền Vương rồi Thọ Hầu rồi anh chị, rất là đông dân cư mà khu vực phân lô rất là đẹp anh chị. Đây, ở đây mình sẽ quay lầu xe lại ngay cho đoạn này mình quay lầu. Nhà mình thì bên tay trái cùng bên với cái khu phố ẩm thực luôn anh chị. Này, nếu anh chị đi thẳng ngoài thì anh chị sẽ ra lại Lý Bóng Bích, ngay khúc mà Lý Bóng Bích hợp hầu với Ủy ban dân quận Tân Phú á. Đó, bây giờ mình quay đầu xe lại nè anh chị. Chị chạy lên tí xíu. Đó, ở đây có cái trường mầm non nè, đường Lê Khánh Tuân, trường mầm non ha. Này, đây là trước nhà mình anh chị, đường trước nhà thì hiện hữu nó chắc khoảng tầm 2m anh chị. Đó. Nhà này á, thì có diện tích là ngang 4m3, nở hậu là 5m rưỡi, dài là 10m rưỡi nha anh chị. Mà chỉ có giá là 3.600.000.000 thôi anh chị, một cái giá rất là tốt khu vực Nguyễn Sơn này luôn. Kết cấu là một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh nha anh chị. Hẻm thì rất rộng rãi, thông thoáng luôn. Đây mình đi lại tí xíu để cho anh chị thấy mình ra được cái đường Nguyễn Sơn này anh chị. Một căn góc hai mặt tiền hẻm nha. Đó, anh chị thấy không? Đường Nguyễn Sơn không? Mình cách Nguyễn Sơn chứ vài chục mét thôi. Đó, anh chị nào quan tâm căn này á thì cứ liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới nha. 0949900589. Em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình đi xem trực tiếp ha anh chị ha. Đây, nhà mình có hai cửa thì mình ha. Đó, anh chị thấy không? Đây là một vài hình ảnh bên trong của căn nhà này anh chị. Nhà thì rất là mới luôn. Hiện tại thì chủ nhà họ đang cho thuê á anh chị. Cái người thuê họ đang kinh doanh online á. Đó, thì anh chị nào quan tâm thì cứ alo cho em hỗ trợ mở cửa cho anh chị mình xem trong nha. Thì ngoài ra thì bên em có nhận quay video quảng cáo như là nhận ký gửi sản phẩm bất động sản. Anh chị nào quan tâm hoặc là có sản phẩm bất động sản cần ký gửi thì cứ alo cho em 0949900589 anh chị. Em xin nhắc lại, nhà này là ngang 4m3, nở hậu là 5m rưỡi, chiều dài là 10m rưỡi nha, chỉ có giá là 3.600.000.000 thôi. Xin cảm ơn anh chị đã xem hết video và hẹn gặp lại anh chị vào video sau.